kênh Nhạc Tài Tử Nam Bộ. Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng thưởng thức chương trình ca nhạc Tài Tử Nam Bộ của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Mở đầu chương trình, Tài Tử Hoàng Oanh thể hiện bài Tân An Chống Ách Thống Trị, sáng tác Thanh Hiền. Khởi nghĩa Cần Dương cuối thế kỷ 19 thất bại nào nề, nhưng thực dân Pháp cũng ê chề, bởi tốn gạo hao tiền suốt 40 năm. Cho cuộc diện chinh tháng 2 1887, Pháp cử toàn quyền Đông Dương, lập phủ thống Đông phương Nam, đặt xu thế Nam Kỳ đỡ gánh nặng chiến tranh. Nam Kỳ thuộc địa, còn Trung Bắc Kỳ là bao hồ thôi. Nhưng mà thực ra thuộc địa Pháp là toàn cõi Đông Dương. Hành chính cai trị có phòng thương mại với sở công nông, mở rộng quyền cho bọn phu long, ruộng sang điền của nông dân. Phong trào Đông Du cụ vang bội châu kêu gọi, cách mạng không chỉ là quốc nội, thanh niên mở đường đi học Á Âu, sức dân hận Pháp trái mau sang ngày 24 cùng nhau tấn công khám phá lớn Sài Gòn. Bùi Công Trình, Trần Quý Liêu cùng Nguyễn An Ninh tỏ rõ tấm lòng son, kêu gọi dân Nam chống Pháp lâu bền. Bài ấy là lẽ đương nhiên, càng áp bức càng đấu tranh, dầu đổ vào lửa lửa bùng cao thêm. Gió văn tận châu văn liêm, chi hương thương dân dương cao cờ đỏ lòng son, đã rạng bình minh. Tiếp theo chương trình, Tài Tử Kim Phương hát thể điệu Sương Chiều, Hương Sắc Mùa Xuân của tác giả Võ Khang Duy. Gió hát hiu cành cây trơ trùi lá, tiết giao mùa thơm trời non đang hé nụ khoe màu để đón chào mùa xuân. Tiếng chim trên cành đang ngót vang hòa ca ríu rít, dưới ánh ban mai dương gợi tình lá lời. Yeah.
Liên tục chương trình là thể điệu cổ bản Sự Tích Sáu Bài Bắc, sáng tác Minh Lời, do tài tử Trần Thịnh thể hiện. Này bạn ơi, nâng đàn lên cùng hòa điệu. Các bạn bắt thuộc ngũ cung xe phóng sự sang hòn. Để nhớ cội nguồn xưa mà tổ sư truyền lại nền. Dân tộc ta qua mỗi bản nhạc cổ xưa có gốc tích về nhạc như sao bắt có tên gắn liền truyền thống giống nòi tộc truyền rằng Lạc Long Quân mấy nàng Âu Cơ làm vợ theo dòng sông Hồng Thả Phương bán mắt đầu tiên tên Lương Quý Trường để ghi nhớ tích xưa hai người cùng nhau hòa hợp nỗi tươi đẹp bài bắc có tên là Tú Lục thể hiện sự trụ phú đất đai Lạc Long Quân sanh cài nàng Âu Cơ núi tầm đồng châu có ngày hai người bên nhau tình nồng ấm biết bao bài xuân tình nói lên tình xuân tặng nồng chồng vợ nàng Âu Cơ kết nhụy khai hoa xin một bông nở được một trăm người con sức khỏe phi thường cũng tú khỏi ngô nhưng Lạc Long Quân là người dùng biển sông nên lâu ngày cách xa đặt mặt vợ con. Tài tử Quốc Tuấn tiếp tục chương trình với 10 câu Phùng Hoàng Cầu, cha sáng tác Trần Ngọc Thạch. Con được thăm non
một kiếp người cha nặng gánh âu lo. Tình cha dời em dời núi cao tỏ bóng thắm thầm con thề mòn mỏi tháng năm khi vắng xa dòng tường chốn quê nhà còn chăng bóng da của cha già dấu cần ai mệt ngoài mỗi bước trong gai con ước ao có cha cha khuyên bao con dừng bước trên đường ngoảnh lại chối ngày qua con đã sống bình yên trong bóng cha con nhìn dần tuổi đời đã lớn
tóc cha, cùng bạc phơ dần tráng nhăn nhiều. Một đời cha trường cốt gia đình, con vẫn niềm tin sau đây. Tài tử Hồng Cúc thể hiện bài Về Lại Bến Sông Chiều, soạn lời Minh Hùng, theo thể điệu Nam Ai. Hãy
Kết thúc chương trình, tài tử Quốc Tuấn và Trung Kiên thể hiện bài Nỗi Niềm viết lời Nguyễn Minh Dương theo thể điệu Lưu Nam Đảo. Này anh, mấy ngày qua em trông anh khác lạ, dường như ưu phiền trong giả. Nói em nghe, ta chia sẻ nỗi niềm. Cảm ơn em đã cho anh hơi ấm cuộc đời một người vợ tuyệt vời. Nên đắn đo lo nghĩ là chuyện thường. Vậy trong giấc mộng đêm mà trường anh gọi tên Hương là nghĩa làm sao? Từ bao giờ anh lại đang tâm gian dối lọc mơ lừa? Anh nay đang có nhân tình. Bình tĩnh lại mà nghe anh, thật tình cánh ngộ xót xa mà lời chưa tiện băng qua. Em xem trong anh là hương người phụ nữ là sao anh hãy nói rõ em thương. Hôm về lại chiến trường căn cứ cũ thân thương, ngờ đâu tình xưa gặp lại người em gái năm nào cùng chung chiến hào, chung một niềm ước mơ. Đêm xuân công đồn rồi từ đó biệt tình, ai cùng rằng thường chắc đã hy sinh. Mãi sau ngày thống nhất non sông, bao bận đi tìm những hoài công, trong tuyệt vọng âm thầm mình kết nghĩa tâm. Sao đi đến dạng vị thường,
quan tâm đùm bọc của bao người trong cảnh tật nguyền. Chương trình ca nhạc tài tử Nam Bộ của Đài Phát thanh Vĩnh Long hôm nay đến đây là hết. Thân ái, chào tạm biệt.